kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng chí nào thuốc đồng chí ta bảo vệ đảng làm gì để rồi ôm hận suối vàng Vào năm 2006, Alexander Litvinenko, một cựu tình báo KGB của Nga bị nhiễm phóng xạ Polonium-210 sau khi uống trà xanh ở khách sạn tại London Ông đã nhiễm bệnh và chết, cái chết bị nghi ngờ do Putin thực hiện Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận có liên quan tới vụ việc này. Sau đó, một thẩm phán cấp cao người Anh đã tiến hành điều tra và kết luận cựu nhân viên KGB Andre và một người Nga khác là Dmitry Kotun đã thực hiện vụ đầu độc. Đây là một nhiệm vụ mà vị thẩm phán cho rằng có thể được chỉ đạo bởi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB. Cơ quan này thừa kế chính của KGB từ thời Liên Xô, được biết Alexander đã phải bỏ chạy sang Anh xin tị nạn vì chống lại Putin. Alexander bị nhiễm phóng xạ Polonium-210 Có vẻ như Putin thích chơi trò hạ độc đối thủ. Vào tháng 10 năm 2012, Alexander, nhà hoạt động 44 tuổi người Nga, được phát hiện đã chết gần căn hộ cao cấp của ông tại một khu vực có cổng riêng bên ngoài London. Sau khi ông ra ngoài chạy bộ và trở về phía Anh đã điều tra và kết luận ông Peretti trước đó đã ăn một bát súp lớn có me chua, một món ăn phổ biến của Nga. Cũng giống như cái chết của Alexander, Điện Kremlin phủ nhận liên quan đến cái chết của ông Peretti. Ngoài những vụ đầu độc thì mới đây vụ bắn hạ máy bay chở khách và đặc biệt là chuyến bay chuyên dụng do máy bay riêng của người chùm tổ chức lính đánh thuê Wagner sở hữu đây là những vụ điển hình trong trò chơi chính trị của một nước độc tài. Những cuộc thanh trừng xảy ra bên ngoài nước Nga hoặc quá lộ liễu nên được công luận biết đến. Còn ở Trung Quốc thì kiến tiếng hơn, nhưng có vụ nổi tiếng là vụ sát hại ông Lâm Biêu, người từng được xem là nhân vật số 2 sau Mao Trạch Đông. Lâm Biêu đã bỏ trốn, bị truy sát và chết trong một tai nạn máy bay. Đối với các nước độc tài, việc giết nhau, lật đổ nhau để tranh quyền đoạt lợi là chuyện bình thường. Ở các nước này nếu không dùng đảo chính quân sự thì họ chơi trò giết nhau như thế. Ở Việt Nam từ lâu đã có những cái chết đáng ngờ như cái chết của ông Dương Bạch Mai từ năm 1964. Tuy nhiên, từ khi Putin dùng chất phóng xạ đầu độc những người đối lập thì dường như trò chơi ngày nay phổ biến tại Việt Nam là như vậy. Và triệu chứng bị nhiễm phóng xạ polonium 210 được cho là khá giống với bệnh ung thư nên việc dùng chiêu thức hạ độc đối thủ bằng chất phóng xạ này rất dễ đổ lỗi cho bệnh ung thư và khó khám nghiệm ra được khi mà nó xảy ra nhiều tháng sau đó trông ông nguyễn Chí vịnh hiện nay không khác mấy so với ông alexander điệp viên alexander đã bị nhiễm độc tại anh quốc nên sự việc mới bị phôi đánh sáng là nhiễm phóng xạ chứ không phải ung thư gì cả giả sử ông Alexander mà bị trên lãnh thổ của nga thì thế giới sẽ mãi mãi không biết trò đầu độc này của Putin đã ra tay như thế nào công nghệ đầu độc bằng phóng xạ được xem như là công nghệ cao mà trong đó nga và trung quốc nắm trong tay loại chất độc khó kiếm này các quan chức việt nam như nguyễn ba thanh trần đại quang và lê văn thành đều ngã bệnh sau khi các ông này đi thăm trung quốc trở về không biết phía trung quốc có ai đó đã giúp đầu độc những người này hay không. Bởi đây là bí mật nên chỉ có thể đặt nghi vấn chứ không thể chứng minh. Những ông quan Việt Nam ngã bệnh rồi chết không phải là những người tị nạn ở nước ngoài nên sự thật mãi mãi bị trồn giấu chứ không được công bố công khai như cố lập viên Alexander chết tại London vào năm 2006. Nếu Trung Quốc ra tay đối với các trường hợp vừa kể trên thì có thể nói gã khổng lồ phương Bắc đã nhúng tay quá sâu vào nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nằm trên giường được cho là ông Nguyễn Chí Vịnh, một tướng quân đội của Việt Nam. Mới đây cộng đồng mạng đã tung ảnh được cho là tướng Nguyễn Chí Vịnh nằm trên giường bệnh. Trong ảnh ông Vịnh trông chẳng khác gì Alexander hay ông Nguyễn Bá Thanh trước lúc đó cũng lên giường bệnh. Có thể ông Vịnh là người kế tiếp sẽ xa đi sau ông Lê Văn Thành theo cách thức này. Và ông Vịnh cũng sẽ như những ông khác, sẽ mang theo bí mật xuống mỏ. Dân nghi ngờ các ông bị đầu độc, nhưng chính quyền thì không thông báo bị ung thư, hay nói chung chung là nhiễm virus lạ, hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Thế là xong. Trò chơi của thế giới độc tài là như vậy, những năm gần đây người Cộng sản Việt Nam thuốc nhau ngày càng nhiều. Đây được xem là cách giải quyết bế tắc trong các cuộc đấu đá với nhau những người bị ngã bệnh bí ẩn như Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và giờ thì đến ông Nguyễn Tri Vịnh, họ luôn bảo vệ Đảng Cộng sản. Nhưng họ đâu có biết rằng cái đảng ấy sẽ nghiền nát họ theo cách dã man nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đồng chí nào thuốc đồng chí ta, bảo vệ đảng làm gì để rồi ôm hận suốt đời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vua Đàm và Nữ Hoàng Từ Thiện Thủy Tiên bị Phương Hằng kéo đến tòa lành hay giữ đầy sau 8 lần gia hạn tạm giam và nhiều lần hoãn xét xử thì ngày 21 tháng 9 mới đây, chính quyền thông báo bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều số 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên bị triệu tập đến tòa theo thông tin báo chí thì vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được mời đến tòa tham dự vì hai người này đã kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường số tiền lên tới hơn 73 tỷ đồng. Hồi tháng 4, báo chí cho biết Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên đòi bà Phương Hằng bồi thường lên tới 88 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay hai người này chỉ đòi có 73 tỷ đồng. Ngoài ba nhân vật kể trên thì tòa cũng mời ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Nguyễn Hoài Linh tức là nghệ sĩ Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh tức là ca sĩ Mỹ Oanh. Lần này những người được tòa triệu tập là những người nguyên đơn đứng ra kiện bà Phương Hằng. Người kiện bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều và bà Nguyễn Phương Hằng cũng kiện rất nhiều người. Được biết bà Hằng đã kiện tới 35 người. Trước mắt chỉ mới hai trong số 35 người mà bà Nguyễn Phương Hằng kiện đã bị bắt. Đó là bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Phải cả năm sau khi bà Hằng đâm đơn kiện thì công an thành phố Hồ Chí Minh mới bắt hai người này. Vì thế còn 33 người nữa chưa biết ai sẽ đến lượt đây. Riêng ca sĩ Vi Anh thì cũng bị cấm xuất cảnh, cô này phải làm video clip phát lên mạng để mà cầu cứu luật sư ở Mỹ cứu cô. Cho tới nay công an vẫn chưa bắt cô ca sĩ này. Kiện là quyền nhưng kiện sai thì lợi bất cập hại. Tại phiên tòa này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có luật sư Lê Thị Hoài Giang và Võ Thị Thu Trang bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Ca sĩ Huy Oanh thì có luật sư Trương Anh Tú và Ngô Huỳnh Phương Thảo bảo vệ. Nghệ sĩ Hoài Linh và vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên không có luật sư. Theo luật tố tụng là các quyền công dân nhưng tố sai có thể bị xử lý hình sự. Không biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tiên đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường lên tới 73 tỷ đồng có đúng hay không? Nếu không đúng thì lấy cơ sở nào để định giá danh dự mà bồi thường tới 73 tỷ đồng? Đây là cuộc chiến pháp lý giữa hai bên. Bên này tố qua thì bên kia lại tố lại. Nếu công an có bằng chứng ai đó tố sai thì không loại trừ khả năng người đó sẽ bị xử lý hình sự nếu hành động đủ cấu hình tội phạm. Nếu không bị hoãn lần nữa thì tòa sẽ xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Đây chỉ mới là phiên tòa đầu tiên trong vụ lùm xùm tố qua tố lại của bà Nguyễn Phương Hằng và các đối thủ. Rồi đây cũng sẽ tới lượt phiên tòa xét xử nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Đây là một mớ bòng bong, công an thành phố Hồ Chí Minh đang gỡ và rất có thể những người đến dự phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21 tháng 9 là nguyên đơn nhưng cũng có thể bất ngờ sẽ có bị đơn trong vụ án khác nếu công an cho bắt thêm. Ban đầu thì đòi tới 88 tỷ đồng là một con số rất lớn. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa đụng tới đối tượng lớn nhất mà bà Hằng tố cáo, đó là ông Thầy lang Võ Hoàng Yên. Hành vi lừa đảo của ông này thì rất rõ ràng, không thể chối cãi. Tuy nhiên, ông này rất khôn vì ông ta hoạt động đã móc nối ít nhất là về mặt hình ảnh với các nhân vật quan trọng, trong đó có các quan chức chính quyền mà cụ thể là ông Phan Văn Mãi, cựu bí thư tỉnh Nguyễn Tre và đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chính ông Võ Hoàng Yên đã người kết nối giữa Phan Văn Mãi với vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng. Có ý kiến cho rằng chính vì cột được hình ảnh quan chức vào nên vô tình chung ông này phải bảo vệ cho Võ Hoàng Yên. Cho tới nay, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chưa cho truy tố bất kỳ ai về việc ăn chặn từ thiện. Có thể việc mở ám quanh hoạt động này nếu công an thành phố Hồ Chí Minh nhúng tay vào vấn đề từ thiện thì ắt sẽ có rất nhiều phim hay để mà xem. Chúng ta hãy cùng chờ nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vua Đàm và Nữ Hoàng Tử Thiện Thủy Tiên bị Phương Hằng kéo đến tòa lành hay giữ đầy. Cứu vị ở các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.d